Anh vuốt tóc kiểu gì mà đẹp vậy chị anh ơi? Tóc anh nó thế à? Đẹp đéo gì em? Bịt mẹ em trông như thằng cái bang ấy. Anh đang muốn đi cắt đi này. Em muốn vuốt tóc đẹp ấy thì đầu tiên cái độ dài tóc của em nó phải phù hợp. Tại vì nhá, ví dụ nha, để kiểu undercut nha nha, đúng không? Kiểu khác thì anh không biết, nhưng mà ví dụ kiểu undercut nha anh ấy. Nếu như tóc em dài quá ấy, thì tóc nó sẽ bị bẹp xuống như thế này này. Đấy, thì trông nó sẽ rất là ngu si đần độn, bịt mẹ đầu óc ngu si tứ chi phát triển vãi luôn. Nhưng mà nếu như mà em để cái độ ngắn nó phù hợp ấy thì nó sẽ lồng bồng lên đấy như anh này. Đấy, nó lồng bồng lên này. Tiếp theo nữa là em phải chọn một cái dầu gội đầu nó phù hợp. Em có bao giờ dùng dầu xả không? Chắc chắn là không rồi. Em nên dùng dầu xả. Như anh này gội đầu bằng Clear này. Đấy, Clear, tại sao anh lại gội đầu bằng Clear? Tại vì Clear có thể giúp mình sạch gầu, mình không bị ngứa đâu. Mình có thể đi lại không gội đầu trong vòng một tuần nhưng mà mình không thấy ngứa, mình không có gầu. Đấy, sau đấy em phải dùng dầu xả tại vì Clear nó tốt nhưng mà nó bị một cái nhược điểm, đấy là nó làm sơ tóc. Tại sao nó lại làm sơ tóc? Tại vì nó tẩy ra đầu mình mà, mình không có gầu mà. Thế là mình phải chơi thêm cả dầu xả em. Dầu xả để em gì? Để tóc bóng lồn lộn. Đấy. Tại sao lại để tóc bóng? Tóc bóng trông sẽ đẹp hơn. Đấy, như của anh này. Trông đẹp phải lồn không? Đấy, tóc bóng đấy. Sau đấy em phải chọn một cái loại wax nào nó phù hợp. Em phải chọn một cái lược nào đấy nó hợp với chất tóc của em. Đi, con mẹ em nói về tóc thì nó sâu vãi lộn nên thôi không nói nữa. Khổ quá, tôi có quảng cáo đéo đâu. Tôi bây giờ tôi lại chơi kiểu như này là tôi đéo dùng dầu xả nữa. Vợ tôi vừa mua về một chai dầu gội đầu mà tôi thấy nó thần kỳ vãi lộn. Nó hợp cho cả tóc tự nhiên lẫn tóc tẩy luôn. Nó tên là Chi Xe Me. Địt mẹ tôi không biết là tôi đọc đúng hay không, nhưng Chi Xe Me có hai loại màu trên thị trường. Một là loại màu đỏ dành cho tóc tơ mềm, hai là loại màu đen dành cho tóc hơi thô hơi cứng một tí. Thì tôi để hai loại ấy được. Bây giờ tôi gội cả Clear cả Chi Xe Me. Tôi gội như nào? Hai ngày tôi gội Chi Xe Me và một ngày tôi gội Clear. Đấy, tôi cứ đan xen nhau như thế thì tóc tôi không bị sơ. Đấy, đẹp vãi lồn, nó chỉ bị rụng thôi các bạn, rụng nhiều vãi lồn thôi. Nhưng mà tôi đéo gội kiểu đấy, địt mẹ tóc tôi. Tại vì đây này, cái đống tóc tẩy cũ này, mãi nó địt mẹ mà đéo hết này. Khổ vãi. Tôi đang đợi nó hết để tôi đi tẩy lại. Tại vì tôi để tóc màu đen này trông nó già vãi lồn. Cay vậy. Quảng cáo lộ liễu à? Em bị điên à? Anh giải thích cho em nhá. Thế nào là quảng cáo, thế nào là xàm lồn? À không, thế nào là quảng cáo? Địt mẹ, nếu như mà anh quảng cáo, anh sẽ có một chai Clear, một chai Chi Xe Me ở đây và anh sẽ nâng địt mẹ như này, kiểu như này. Ê, đây là chai Clear các bạn. Đây là chai Chi Xe Me các bạn. Đấy mới là quảng cáo. Địt mẹ, đây nói chuyện suông vào nước bọt thôi.